chào các bạn đã trở lại kênh của mình. Các bạn ơi, hôm nay mình muốn làm món sườn chay rim sả ớt đây nha các bạn. Thì sườn chay mình ngâm nước rồi mình vắt cho ráo các bạn. Mình vắt cho ráo, cái này là thịt lát chay nè. Mình vắt cho ráo xong cái mình đem mình chiên nè. Mình chiên thì nó ngả màu vàng như thế này, nhưng mà các bạn chiên giòn nha. Các bạn chiên cho giòn. Cái này là món ăn của bà ngoại. Còn bé thì bé ăn chả cá. Mình đem mình chiên cho giòn như thế này nè các bạn. Thì ở đây là nó có cái tính chất đậu nành với lúa mạch. Thì đậu nành với lúa mạch cái bản chất nó là có dầu đó các bạn. Nó không có hút dầu nha các bạn. Dầu này nó còn tốt lắm mà. Nếu mà các bạn muốn chiên lần thứ hai thì cũng được. Còn không các bạn kỹ thì các bạn bỏ nó luôn. Đây là sườn chay. Mình chiên giòn rồi nè các bạn. Rồi một lát mình rim lại sả ớt, mình để vô cái hũ như thế này nè. Để vô cái hũ như thế này, mình để đầu bàn. Mình chiêu dụ tín đồ ăn mặn. Hoặc là mình ăn thì mình lấy ra mình ăn đó các bạn. Mình ăn ít lắm, một ngày mình ăn có một chén cơm mà, một cử cơm duy nhất à. Thành ra đồ ăn cũng ít nữa. Mình sắp trái dưa leo rồi mình ăn à. Hoặc là mình lấy trái cây mình để lên cái dĩa cơm mình ăn. Mình ăn một lần có nửa chén cơm mà các bạn ơi. Rồi mình giới thiệu sườn chay ha. Hôm nay mình ăn sườn rim sả ớt đi. Bây giờ mình bắt bếp lên nha các bạn. Bếp mình đã bắt sẵn rồi đó. Mình cho vô đây một miếng dầu nha các bạn. Một muỗng dầu thôi, một muỗng dầu. Tại vì cái này nó cũng không hút dầu gì lắm. Đây là sả với ớt mình băm nè. Mình làm cho thơm lên nha các bạn. Thơm lên thì ở đây mình cho muối đi. Mình không ăn nước tương thì mình cho muối. Cho vô đây một muỗng này muối nè các bạn. Tại vì mình còn ăn bột nêm, thành ra mình cho muối ít thôi. Sả nó thơm rồi đó các bạn, cho vô miếng nước nha. Muối, nước. Đây là đường nè các bạn, đường. Mình cho vô một muỗng rưỡi đường này và một muỗng bột nêm. Mình để cho nó quánh thật là quánh lại rồi mình bỏ sườn vô mình xào nha các bạn. Đó. Mình không xài nước tương cái màu nó không có đẹp các bạn. Cái độ mặn nó vừa được rồi đó. Một lát là nó nổi bọt lên đó, nó kẹo lại rồi mình mới bỏ cái sườn này vô mình xào lên nha các bạn. Mình xào lên là rồi mình để nguội mình mới bỏ vô hũ. Bỏ vô hũ rồi mình ăn vậy chứ khỏi cần hâm. Tại vì sườn mình đã rang nó giòn rồi. Ớt này là ớt không cay nè các bạn. Nhà mình có thằng cháu nó đang giảm béo, mình tập cho nó ăn đậu hũ để nó bảo hòa cơ thể nha các bạn. Thì mình làm nè, bởi vì trong sườn này nó có lúa mạch, nó có đậu hũ, mà mình mua loại sườn này là cái sườn đặc biệt nè các bạn, organic nè, chất lượng cao nha các bạn, an toàn từ dinh dưỡng, an toàn từ mẹ thiên nhiên đó. Mình mua cái này, cái loại này nó rất là tốt cho sức khỏe. Rồi nó là cái lúa mạch với là đậu nành, nó là bằng trồng theo cái cách organic, là không phân không diêm nha các bạn. Rồi mình để cho nó quộn nè, nó sắp quánh rồi nè các bạn, nó sắp quánh lại vậy nè, nó kéo sợi nè đó. Mình bỏ này vô mình ngào đó. Rồi mình có một cái món sườn rim sả ớt rồi đó. Rồi mình nhắc xuống liền, tắt bếp liền nha các bạn. Nó
nó quánh lại là do cái bột nêm của mình đó các bạn, nó có bột, bột nêm nó có bột, chứ đường mình bỏ vô đây ít à, mình bỏ có một hơn một muỗng thì nó không có quánh dữ gì đâu. Rồi bắt đầu mình đổ ra nè.